Mình xin chào các bạn. Thì hôm trước mình đã có một video clip về những chiếc xe Rim NCX phiên bản mới 2024 mà cửa hàng Mai Duyên mới về. Đây ha, địa chỉ là ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Thì hôm nay đã có một vị khách chốt nó rồi các bạn, phiên bản mới màu xanh 2024. Chốt luôn và nổ máy luôn nha các bạn. Mình sẽ nổ máy cho các bạn nghe tiếng máy, nghe tiếng bô của xe. Và tất nhiên rồi, còn đồng hồ mới rất là đẹp đây, ở đây ha. Vì thế hệ mới này á thì không còn cái màu vàng ở đây nữa, mà nó thay vào đó là cái màu đen xám xám các bạn, ngay chỗ này. Về phía Honda Campuchia thì họ nói thế này, là cụm đồng hồ này phối màu như thế này sẽ nhìn thấy nó to hơn và nó có chiều sâu hơn. Mà quả thật là như thế ha các bạn. Khi các bạn mở đèn lên á thì nó nhìn thấy rõ ràng cái đồng hồ á, giống như là nó được làm thiết kế to hơn. Thực ra nó vẫn bằng với phiên bản 2023 nha các bạn. Vẫn bằng thôi. Bây giờ mình đề ha. Đó, nổ máy luôn nha các bạn ha. Nổ máy luôn. Có công tắc đèn nha các bạn. Đó. Có đó, pha nè. Ha, đèn LED nha. Ok chưa? Bây giờ để các bạn không phải chờ lâu, mình nghe tiếng bô tiếng máy luôn đi các bạn. Nhẹ nhẹ thôi ha, bây giờ nghe tiếng máy nha. Ok, êm ru phải không các bạn? Êm ru ha. Rồi, tiếp theo nữa là mình vô từng số một cái. Các bạn chờ mình xíu nha, mình sẽ vô từng số một cái ha. Báo số trên này các bạn N1234 luôn. Đây, 1, 2, 3, 4, trả số ha. 3, nó đang bị lẫn số đó các bạn. Để mình cho nó miếng ga rồi qua rồi ha. 2 1. Đây, cụm đèn hậu. Về cơ bản thì thiết kế ngoại hình không có gì khác, cụm đèn cũng không có gì khác các bạn. Nhưng mà nó khác một vài chỗ rất đáng giá. Đầu tiên nhất là ở chỗ cái cần đạp thắng sau. Cái này là si luôn nha các bạn. À, rom đó ha, rom luôn. Nó khác với thế hệ trước nha, rom nha. Chưa hết, cái cần số nãy giờ mà mình đập số cho các bạn xem á cũng rom luôn. Đây, mà mình gọi dân giả là si đó, cần số si đó. Rất là đẹp nè các bạn. Đó đó, si luôn ha. Và thay đổi những cái phần tem. Những cái phần tem trên xe bây giờ mình sẽ cho các bạn xem đèn trước cái rồi mình tắt máy ha. Pha, cốt, pha và xi nhan. Đây là màu xanh mới mà Honda đã cập nhật thêm cho chiếc xe này. Màu xanh. Bây giờ mình sẽ tắt máy đi các bạn. Ha, tắt máy nha. Về số nè. Tắt. Rồi ok. Bạn này là bạn Nguyễn Chí Tâm ở An Giang nha các bạn. Mình đã che số điện thoại của bạn lại rồi. Ha, xe Rim thu hộ là 30 triệu. Các bạn nhớ nha, thu hộ. Mình sẽ chuyển khoản cho hai số tài khoản các bạn. Lê Thu Sương và Huỳnh Bạch Mai Ngân hàng Vietinbank nha. Hai số tài khoản này đều được hết nha. Mình nhắc lại, Lê Thu Sương là 1, Huỳnh Bạch Mai là 2. Đó, người bán hàng là Hạnh nè. Ship 300.000. Bên mình ship xe toàn quốc nha các bạn. Ship toàn quốc. Thì trở lại với chiếc xe này á, phiên bản 24 này, chúng ta sẽ có thêm cái phần tem phía trước. Hôm trước khi xe về mình cũng có so sánh luôn với bản 23 rồi ha. Đó, phần tem phía trước hai bên phối đối xứng ha. Còn đây là màu xanh mới. Ở góc quay này là mình nhìn thấy cho màn hình, cũng như là ở ngoài, nó gần giống nhau đó các bạn. Giống nhau.
gần giống nhau. Mình thì mình thích kiểu phối cái phần này nè, là mạ vàng thì nhìn nó đã hơn. Đã hơn các bạn. Nhưng mà cụm đồng hồ mới này thì làm đẹp. Thực sự là rất đẹp ha các bạn. Báo xăng ở đây, báo tốc độ, báo ô đô, báo rẽ hai bên, báo số ở đây, báo pha. Phun xăng điện tử FI nha, cốt pha, còi, xi nhan, công tắc đèn. Rồi. Ở đây là cụm ổ khóa. Cụm ổ khóa ha, và ở đây là hai chìa. Đây bây giờ mình nhìn kỹ lại cái phần gà đạp thắng nè. Làm gì làm thì cái phần xi này nhìn nó vẫn đã hơn là gam đúng không các bạn? Xi nó vẫn đã hơn. Đó, rất là phê. Còn nước sơn lốc là cực đẹp, từ đời 23 rồi. Và cái miếng này thì chủ nhân đã nhờ cửa hàng mình dán kiểu giả carbon đó các bạn. Đó. Cái này là dán lên nha, chứ còn đúng của nó là đúng ra là vẫn là xi nha, rom á. Đây, thắng đùm sau. Thắng đùm trước, thắng đùm sau phục tinh chỉnh hai nấc. Đây là phần tem mới, tem 24. Phần tem này được gọn hơn, tinh chỉnh gọn lại so với thế hệ cũ. Thế hệ cũ nó chạy dài ra tới phía trước luôn, các bạn nhớ không? Bên mình hiện tại vẫn còn mẫu 23 cho các bạn lựa chọn ha. Về giá thì các bạn ơi vui lòng mình gọi cho bên thiết cửa hàng của mình. Mình sẽ cho các bạn 3 số điện thoại di động nha, để mình tư vấn về giá. Đây, phần bọc sơn. Bây giờ mình sẽ ngắm lại cái cần số ha. Để mình xoay qua thế này cho các bạn dễ nhìn. Đó, cần số là rất đẹp các bạn. Rất đẹp luôn. Để mình mở đèn cho các bạn xem kỹ cái cần số nè. Tuyệt đẹp. Như cây kiếm luôn các bạn ha. Nhìn nè. Đó. Nhìn thấy nó bén hơn đúng không? Xi vẫn đẹp hơn. Xi vẫn đẹp hơn. Động cơ đó các bạn. Đây là màu xanh tem mới. Mình đang gọi đèn. Đó, gọi đèn thế này nó là màu sắc nó ra gần giống luôn đó các bạn. Gần giống luôn cái màu xanh này. Xanh 24. Hộp số 4 cấp số nha các bạn. Mình sẽ mở yên ở đây. Về cái phần yên thì nó rất là nặng. Bây giờ quấn keo rồi. Chắc là mình sẽ không bật cái yên lên đâu. Nhưng mà mở yên đây nè. Đó, miệng đó ha. Còn nhìn kỹ phần rim, chữ rim nè. Cái viền bên ngoài thì nó là xi bạc thôi, nhưng mà cái chữ viền á là màu vàng đồng. Màu vàng đồng. Cản nè. Xi hết. Hiện tại thì bên mình đã về được phiên bản màu đỏ và màu đen 24. Ha, màu trắng là bản 23 sẽ bị bỏ mẫu. Màu trắng nha, màu trắng bỏ và thay thế bằng màu xanh này các bạn. Các bạn nhìn nè. Mẫu 23 thì nó không có tem viền ở bên cánh bẩn. Và cần số nó vẫn là cần số dạng C. Xin lỗi các bạn, dạng RAM. Nè, nó RAM thế này. Còn mẫu 24 như nãy các bạn nhìn thấy đó là nó xi rồi. Đúng gọi đúng của nó phải nó là rom mới đúng ha. Đây. Badbo rom. Mẫu 24 nó vẫn y như vậy luôn nha các bạn. Vẫn y như vậy. Rất là đẹp. Còn xe của khách là khách yêu cầu thôi, các bạn nhìn nè. Cực đẹp luôn á. Ha, cực đẹp luôn á. Là do khách yêu cầu thôi. Khách đã yêu cầu bên mình là đem xe đi dán. Đi dán rồi,
và giá Oppo luôn như thế này. Những chủ nhân trước của dòng RIM này đã chạy qua và sử dụng rồi, xin vào và cho ý kiến phản hồi xem là chiếc xe này nó chạy như thế nào, động cơ ra sao, số như thế nào, có phê hay không ha. Vì thực ra những dòng này á, là nó mang đến cái sự hoài niệm cho rất nhiều, đặc biệt là những bậc đàn anh, cha và chú nữa ha. Rất là mến những dòng xe như thế này. Đây là bản 23 nè, nó là mạ vàng, mạ vàng. Đó, mạ vàng. Mình thích kiểu này hơn. Còn bên mình hiện tại là có đầy đủ ha, hai loại 23 và 24. Đặc biệt là lưu ý các bạn là bản màu trắng đã bỏ mẫu rồi. Thì nếu các bạn thích màu trắng thì có thể là mua ngay bây giờ. Màu đen thì màu đỏ vẫn ra tiếp tục nha, nhưng màu trắng đã bỏ. Thì bạn nào mến cái màu trắng thì nên mua ngay bây giờ. Bên mình hiện tại còn được chiếc này. Với chiếc xe này là màu trắng bản 23 đó. Còn màu đỏ, đỏ này là đỏ 23, đỏ ở trong đó là đỏ 24. Màu đen này 23, đen trong đó 24. Màu đỏ này là có khách chốt rồi các bạn. Xin lỗi các bạn nha, mình cũng hết màu đỏ 23 rồi ha. Xe này có khách chốt luôn rồi. Để mình che số điện thoại di động của khách lại nè. Ngụy Triều Minh, Sóc Trăng luôn. Thu hộ 100 triệu nè. Thì khách đã cọc trước rồi. Chiếc này khách cọc rồi các bạn. Như vậy là mình sẽ hết màu đỏ 23 nha. Hãy giờ mình quên cái chỗ đó ha. Rồi mình sẽ khép lại cái video này ở đây nha. Các bạn xem lại lần nữa cái cụm đồng hồ nè. Đồng hồ mới này đẹp hơn. Với mình thì mình thấy nó đã hơn nữa các bạn. Nó vẫn có những cái sắc vàng ở đây. Tuy nhiên thì viền này là không còn viền vàng nữa ha. Rồi mình sẽ kết thúc video nha. Bạn nào quan tâm thì cứ alo ngay cho các bạn nhân viên để tư vấn thêm về ship xe, về cọc xe, rồi giấy tờ thủ tục. Những dòng xe này đều là hải quan chính ngạch. Xin chào các bạn.